Xin chào cả nhà, mình là Nhung Đoàn. Ngày hôm nay thì mình rất là vui được chia sẻ với cả nhà về cái công dụng của cái thuốc giảm cân Semico. Semico là một cái loại thuốc giảm cân mà nổi tiếng trên thị trường rất là nhiều năm của Thụy Sĩ. Nhưng mà hiện tại bây giờ thị trường Việt Nam rất là khó mua. Thì có những cái câu hỏi, có những cái thắc mắc là tại sao cái thuốc này nó khó mua và tại sao nó tác dụng tốt như vậy. Thuốc giảm cân Senico này là 120mg viên nang thành phần Olistat, điều trị dài hạn các bệnh béo phì và tăng cân quá mức, đẩy mạnh cái việc giảm cân và rất là hiệu quả giảm cân và đạt được do vấn đề mà tăng cân quá mức. Thì Senico cũng được chỉ định để lấy giảm nguy cơ cân nặng sau trước và sau khi giảm cân cho những cái bệnh nhân béo phì có chỉ số cơ thể ban đầu cao và những yếu tố nguy cơ khác về đường huyết. Ví dụ như là những cái người mà bị vấn đề về tăng huyết áp, tiểu đường hoặc là rối loạn lipid máu thì đều có thể sử dụng được Senico. Thuốc Senico là viên nang điều trị dài hạn cái bệnh béo phì và tăng cân quá mức và làm có cái việc giảm cân rất là hiệu quả. Hiện tại bây giờ sai theo như mà mình biết trên thị trường dược và dược phẩm cũng như là thực phẩm chức năng á, có rất là nhiều loại về giảm cân và mình cũng cung cấp rất là nhiều loại sản phẩm giảm cân từ Nhật, Hàn Quốc, Mỹ, thậm chí Úc, các nước châu Âu. Thì cái thuốc giảm cân Senico là thuốc giảm cân, là một loại thuốc giảm cân an toàn và hiệu quả nhất được hãng dược nổi tiếng là Roche của Thụy Sĩ uy tín sản xuất tại nhiều nước. Mỗi nước sẽ có một cái mẫu bao bì khác nhau, có thể là ở Úc, ở Ý, ở Bồ Đào Nha, ở Tây Ban Nha, ở Pháp, ở Anh, ở trong các nước Liên Châu Âu, nhưng mà cái hàm lượng và các công dụng của nó thì tương tự nhau, chỉ cái bao bì và nơi hãng sản xuất khác nhau thôi. Và nó được cái hãng dược phẩm nổi tiếng Roche của Thụy Sĩ đảm bảo các nước ở châu Âu sản xuất là vẫn phải được sự cho phép của cái hãng này, cái hãng Roche của Thụy Sĩ, để đảm bảo về cái chất lượng và thành phần của thuốc. Thì chỉ định đối với thuốc giảm cân Senico kết hợp với các chế độ giảm ăn nhẹ được điều trị để béo phì, chống chỉ định khi mà dùng Senico thì người có hội chứng hấp thu kém mãn tính như ứ mật hoặc là người quá nhạy cảm với Olistat hoặc bất cứ thành phần nào cho sản phẩm của thuốc đều chống chỉ định. Chú ý đề phòng thì theo hướng dẫn của các chế độ ăn kiêng thì nên dùng Olistat trong các bữa ăn có rất nhiều chất béo và nó tác động lên đường tiêu hóa để đào thải chất béo. Không, đối với phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 18 tuổi thì không nên sử dụng. Tương tác với thuốc, không tương tác với bất kỳ các loại thuốc thường kê toa như là doryxin, benzoin, valerian, tức là thuốc đông máu, thuốc ngừa thai, nephedrine, liborin, hepurin, hacatofril, atenolol hay là rượu. Việc giảm cân do Olistat dùng với việc chuyển hóa của bệnh nhân tiểu đường cho phép giảm liều thuốc điều trị tiểu đường. Rồi đối với việc liều dùng cái thuốc giảm cân Senico mới này của thuốc này của Ý thì bao bì của Ý hoặc là của Úc hay tất cả các nước đều sử dụng là đối với thuốc này á, thì thuốc này là một hộp này là 84 viên thì được sử dụng trong vòng 4 tuần. Và ở trên bao bì là có đầy đủ nè, 84 viên và sử dụng trong vòng 4 tuần, được uống xong trong mỗi bữa ăn và trong vòng 60 phút trong bữa ăn, đặc biệt là những cái bữa ăn mà có nhiều chất béo. Thì ngoài việc mà thuốc giảm cân Senico thì khách hàng khuyến cáo nên kết hợp với việc tập thể dục hay là việc gì tốt cho việc đốt cháy calorie. Thuốc chỉ giúp bạn hạn chế hấp thụ thêm chất béo, hạn chế hấp thụ chất béo và giảm các chất béo, còn các chất béo trong cơ thể của bạn vẫn cần được đốt đi. Vì vậy cho nên khi mà muốn giảm cân thật sự thì tốt hơn nhất là vẫn phải tập thể dục hoặc sử dụng những cái công việc nào đó để đốt cháy calorie. Thuốc này chỉ giúp cho bạn là hạn chế hấp thụ chất béo. Lưu ý một lần nữa, khuyến cáo là khi mà bạn muốn giảm cân thì nói không cần ăn kiêng là hoàn toàn không đúng, nhưng cũng chỉ đúng phần nào vì thuốc này là hạn chế chất béo. Và khi mà bạn tập thể dục đã không có chất béo hấp thụ rồi, bạn chỉ cần chịu khó tập thể dục là bạn có thể giảm cân nhờ thuốc này. Một số bạn hỏi là thuốc này sao không có tiếng Việt.
trên nhãn bao bì thuốc nội hay là thuốc mại xác nhận là sếp này là không có tại thị trường Việt Nam. Và khi mua sách tay ở thị trường châu Âu, châu Úc thì rất là hạn chế người mua. Mọi người mua thậm chí là không mua được nếu như mà ở nhà thuốc đó, hoặc là những cái bác sĩ đó, họ kiểm tra là bạn không có khả năng là muốn giảm cân. Khi mà mình yêu cầu người ở Việt Nam đi mua giùm, một người chỉ có thể mua được 2 hộp. Và ở châu Âu họ hạn chế vì cái thuốc này quá tốt, họ sợ bị nghiện thuốc về quá lạm dụng về thuốc. Vì vậy cho nên họ bắt buộc là phải sử dụng có kê toa của bác sĩ tại nhà thuốc, phải bán mức liều rất là hạn chế vì rất là khó mua. Vì cho nên có thời điểm thị trường là chỉ có hơn 1 triệu đồng một hộp. Đến thời điểm này nó đã tăng gấp đôi, gấp 3 lần. Và cái cách sử dụng thuốc giảm cân Senico như thế nào? Để sử dụng cái Senico hiệu quả một cách an toàn á, thì bạn nên lưu ý là trong những ngày sử dụng đầu sử dụng thuốc á, trước và sau khi uống thuốc bạn nên phải ăn no. Vì đây là làm quen lần đầu tiên với thuốc, thuốc giảm cân sẽ nhanh chóng phát huy tác dụng và cơ thể của bạn cần đảm bảo đủ năng lượng để quen với thuốc. 2 ngày sau khi sử dụng thuốc, cơ thể của bạn thấy no và tự động ăn ít. Quan trọng là bạn cần phải ăn uống đủ bữa, không được bỏ bữa trong quá trình sử dụng thuốc. Sau 1 tuần bạn sẽ nhận thấy được rằng mình đang giảm cân một cách rõ rệt. Tác dụng của thuốc giảm cân Senico. Với tác dụng khóa chặt một enzyme trong hệ tiêu hóa, thuốc giảm cân Senico giúp những người béo phì giảm được gấp đôi số cân với những người ăn kiêng khác. Ngoài ra, thuốc còn giúp cơ thể tránh hấp thụ 1/3 chất béo tiêu thụ. Thuốc do công ty Roche của Thụy Sĩ sản xuất hoặc được nhượng quyền dưới sự đảm bảo của công ty Roche sản xuất tại châu Âu, châu Úc. Và một cuộc thử nghiệm tại Đức thì cứ 15.000 người mắc bệnh béo phì bao gồm cả nam và nữ thì cho kết quả rất là khả quan. Chỉ sau 7 tuần uống thuốc giảm cân Senico thì hầu hết các bệnh nhân được giảm 11% trọng lượng cơ thể hoặc giảm ít nhất là 11 kg. Thì 7 tuần là tương đương với khoảng 2 hộp là bạn có thể giảm được tầm 11-12 kg và giảm 15% lượng đường, 14% lượng cholesterol trong cơ thể và huyết áp giảm 18%. Những số lượng này đã được trình bày tại Hội nghị châu Âu lần thứ 11 về bệnh béo phì tổ chức tại Vienna, Áo. Vì vậy cho nên khi mà bạn sử dụng này bạn hoàn toàn yên tâm. Thứ nhất nó tốt cho, nó có thể cải thiện được tình trạng huyết áp, giảm được lượng đường và các tình trạng giảm luôn được lượng cholesterol cho cơ thể. Khi mà mua thuốc thì nên mua đúng và kiểm tra lại đúng, bạn có thể check code và đầy đủ mọi thông tin chi tiết bạn có thể kiểm tra. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu như mà bạn muốn chia sẻ cho người thân sử dụng thuốc giảm cân tốt nhất thì bạn có thể comment hoặc inbox, mình sẽ tư vấn cho bạn cái loại thuốc giảm cân tốt nhất hiện nay. Cảm ơn bạn, mình là Nhung Đoàn, chuyên gia về sản phẩm ngũ cốc, dinh dưỡng, dược phẩm. Chúc bạn một ngày làm việc nhiều sức khỏe. Cảm ơn.